Ủa ai vậy? Ai vậy trời? Từ 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 từ. Cái chuông ở ngoài hư rồi, nhớ sửa nha. Đi đâu vậy? Cô cho em vô nhà đi. Cô chưa cho phép mà. Đi về học bài nhanh lên. Nhưng mà em thích ở đây học bài. Phải là cái nước, phải là cái trường. Đi nhưng mà ở đây học bài dễ thuộc hơn, cô hiểu không? Xong nha cô, đi về học bài nhanh lên. Đi. Bây giờ mà cô không cho em vô á, em đứng ngoài này em học bài luôn. Cho thiên hạ nhìn vô, nói cô á là ngược đãi học sinh. Bây giờ cô cho em vô không? Cái cậu bé này. Vô đi. Cảm ơn cô. Vô thiệt hả? Chứ lại giờ. Dạ đúng rồi. Ủa. Học bài đóng cửa. Nè. Rửa cho sạch đó. Cô, sao cô không có trách nhiệm với việc ăn uống cô vậy hết được? Cô ăn mà cô bắt em rửa. Thì tại vì em tới nhà cô đúng lúc cô vừa mới ăn xong. Rửa xong đi rồi đi về. Làm gì đuổi em hoài vậy? Chứ em ở đây là cô đi tù đó. Làm gì đi tù, mình có làm gì đâu. Với lại có ai kiện cô đâu. Sao không? Em không kiện thì có người khác kiện. Ai? Đàn ông trưởng thành là không bao giờ hỏi nhiều. Được rồi. Vậy thì em sẽ rửa chén nữa, em không hỏi nữa. Tốt. Rồi mai em qua tiếp. Cái thằng bé này.